Chán thế nhỉ? Nghỉ dịch chán quá, chả có việc gì làm cả. Không biết bao giờ mới hết dịch. Này Tinh ơi, bình thường mày hay có mấy cái trò chơi hay lắm cơ mà. Lấy ra chơi đi. Thực ra tao có một trò, nhưng mà chỉ sợ chúng mày không dám chơi thôi. Có gì mà không dám, cho đi. Đó là trò Uno. Uno có cái gì mà không chơi được? Đúng vậy. Nhưng mà trò Uno này khác với bản thường rất là nhiều. Khác chỗ nào? Đây là trò Uno hắc ám. Nó đã được nâng cấp lên và đắc lừa mao hơn rất là nhiều. Tao nghĩ chúng mày chưa sẵn sàng đâu. Mày đùa bọn tao thế à? Bọn tao toàn bài thủ dạo ấy. Có gì mà không dám chơi? Sợ cái gì? Chơi! Chơi! Chơi thì chơi, sợ cái gì? Được. Nếu đã vậy thì đây chính là bộ Uno hắc ám ẩn chứa trong mình những lá bài thuộc hệ mạng xã hội cực kỳ là hiểm hóc, mà khi chúng mày chơi có thể sẽ bị phạt tiền đấy. Chúng mày suy nghĩ kỹ chưa? Chơi đi. Ok, chia đi. Được lắm. Vậy thì chia bài. Uno hắc ám cũng không khác gì Uno là mấy. Người chơi sẽ phải đánh theo màu hoặc số của lá bài trước đó. Nếu không có lá bài nào trùng thì buộc phải bốc một lá. Và cứ như thế cho đến khi ai đánh được hết bài trước sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, Uno hắc ám được bổ sung thêm những lá bài phép mang theo năng lực không ai lường trước được và có thể đánh liên tiếp. Chính vì vậy, mỗi người thay vì bốc 7 lá sẽ bốc 9 lá. Còn tác dụng của những lá bài phép này như thế nào thì hồi sau sẽ rõ. Quá tuyệt vời luôn. Trận đấu bài Uno hắc ám bắt đầu. Khoan đã. Thế cái lá đang úp này để làm gì vậy? Lá bài này sao? Đây là một lá bài bí mật và chỉ được lật lên khi nào đã đạt đủ điều kiện mà thôi. Thôi không lằng nhằng nữa. Ha, mày sẽ là người bắt đầu. Đánh bài đi. Mở đầu trận đấu xúc miệng cái nhở. Tao đánh ra lá cộng 2. Nghĩa mày sẽ phải bốc thêm 2 lá. Thằng dây con này. Không đi, không đi. Mày nghĩ tao có thể ăn cộng 2 dễ dàng như vậy sao? Cái gì? Mày định ăn gì? Trên tay tao đang có một lá phòng vệ. Hả? Lá phòng vệ á? Đúng vậy. Tao đánh ra lá bài múa quạt màu vàng để triệu hồi ra khá bảnh màu vàng. What? Múa quạt thổi ngược lá cộng 2 về phía mày. Què gì vậy? Con ơi, mày mới là đứa phải bốc 2 lá. Bốc về. Mày chơi cái gì? Chia buồn với mày. Tao đã biết trước mày sẽ đánh ra lá bài múa quạt rồi. Cái gì? Chính vì vậy, tao cũng sẽ đánh ra lá bài múa quạt xanh, triệu hồi khá bảnh xanh, đẩy ngược lá cộng 2 về phía mày. Lại chia buồn với mày. Tao biết trước là mày biết trước tao sẽ đánh ra lá bài múa quạt. Vãi cả. Nên tao đã để dành ra một lá múa quạt màu đỏ, triệu hồi cá bảnh đỏ, lại đẩy ngược lá cộng 2 về phía mày. Bạn ơi, tôi biết thừa là bạn biết tôi sẽ đẩy ngược lại, nên là ấy, tôi đã có biện pháp dự phòng thứ hai. Tao lại đánh ra lá bài múa quạt xanh lá, triệu hồi cá bảnh xanh lá để thổi ngược lá bảnh cộng 2 về phía mặt mày rồi. Bốc bài đi con. Mày khá lắm. Nhưng mà tao. One eternity later. Thôi. Chúng mày định chờ mình à? Tao hết chịu nổi rồi. Tao sẽ đánh ra lá bài vụt tối, giam giữ tất cả những thằng giang hồ lại. Ra mày sau nhá. Và vì chúng mày không còn ai để múa quạt nữa, nên hai đứa chúng mày mỗi đứa phải bốc 2 lá.
mày thế, cuối cùng cũng chấm dứt. Anh em đánh bình tĩnh thôi, đừng căng ấy. Chưa hết đâu, còn cả mày nữa đấy. Tao sẽ đánh ra lá bài gộc 2. Mày sẽ phải bốc thêm 2 lá. Trời ơi. Bốc được 4 đây rồi. Ngày sau mày chết với tao kìa. Lộc ạ, nhìn vào cái biểu cảm của mày là tao biết mày đã bốc được một lá rất là mạnh, có đúng không? Ừ đấy, thì sao? Tao đánh ra lá bài này và triệu hồi tiến binh. Không nuốt được trôi nữa. Gieo dặm. Ui, ảo tất đi. Tiến binh vâng, mày đi làm gì? Lá bài này cho phép tao được quyền cướp một lá bài từ tay của mày. À, không thể nào. Chơi Uno mà cầm nhiều bài như thế này. Tham lam. Nhưng mà cầm nhiều bài mà không đánh được cây nào ấy. Ngu dốt. Cho ta xin lá bài cộng 4 nhá. Không, lá đen của tao. Ai? Cái gì? Lá bài của điên điên á. À không, cháu không thích. Lá bài chắc rơi đâu chứ cần làm gì có chuyện là rơi đâu. À, quên mất. Sau khi tiền bịp lấy một lá bài thì sẽ trả lại cho người bị lấy một lá bài khác. Cầm lấy đi. Lá gì? Còn cái nịt. Mày bị điên à? Thế thì nó có tác dụng gì? Chẳng có tác dụng gì cả. Trời ơi, gì vậy? Ba. À, mày sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tao sẽ đánh ra một lá bài khác để triệu hồi. Huấn đâu gì? Huấn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Cái gì? Huấn đâu gì? Mày định làm gì tao? Mày sẽ phải nhận 2 lá từ tao. Đó là lá chim và cất. Những cái loại không làm mà đòi có ăn ăn đầu nhá. Ăn thế rồi nó dễ. 2 lá này có tác dụng gì? Cũng không có tác dụng gì cả. Trời ơi, cái hồn què gì? Chưa hết đâu. Tao kết thúc lượt tấn công của tao bằng lá cộng 4 vừa cướp được của thằng Lộc. Mày sẽ được bốc tiếp 4 lá. Trời ơi, cái hồn què gì vậy? Đến lượt tao rồi đúng không? Cây, mày dám nhốt idol của tao vào tù, ngày hôm nay tao sẽ trả thù cho idol của tao. Mày định làm gì tao? Tao sử dụng lá bài này để triệu hồi Tô Trần. Cái gì? Không cần phải bốc thêm lá nào đâu. Mày sẽ phải ngồi xem Bo Trần hòa vào dòng nhạc trong vòng 5 phút. Kiểu kiểu đó gì thế ơi. Ôi. Cuối cùng cũng đến lượt tao. Bình. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi nhá. Tao sẽ tiêu diệt mày bằng lá bài này. Mày định làm gì? Tao triệu hồi Trần Dần. Kiếm vô nhân quá. Cái gì? Trần Dần á? Chẳng lẽ nào chính là lá bài bắt người khác phải bốc năm lá? Đúng vậy. Chưa hết đâu. Tao còn kết hợp thêm lá bài phép mày nữa. Phóng lợn. Nani? Phóng lợn giúp gia tăng sức mạnh tấn công lên gấp đôi. Mày đã bao giờ thấy Trần Dần cầm phóng lợn chưa? Bây giờ có thể quý vị có những ai có thể đặt câu hỏi với tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Mày Trần Dần tấn công. Bắt thằng Vinh phục 10 lá đi. Mày cười gì? Lòng ạ, chia buồn với mày. Nhưng mà tao đã có sự đề phòng rồi. Tao đánh ra lá bài này và triệu hồi bác sĩ sỏi thận. Ba đời gia truyền nhà tôi chữa sỏi thận, sỏi mật. Nani? Với kinh nghiệm chữa sỏi thận đến tận 3 đời, bác sĩ này có thể hóa giải mọi đòn tấn công của kẻ thù. Trần Dần và cây phóng lợn của mày đã bị hóa giải rồi. Tôi sẽ tất nhiên là sẽ tao sẽ. Chưa hết đâu Lộc ạ. Tao đánh ra lá này và triệu hồi bác đa thần quyền. Hơn 70 tuổi mà cũng chưa gặp cái trường hợp nào mà thôi rồi. Mày bốc thêm mấy lá nữa. Đây không phải là lá tấn công bốc bài bình thường đâu. What? Thế nó có tác dụng gì? Mày có biết bác đa
nổi tiếng nhất là cái gì không? Ra hả? Hình như là phải tô cho tấm cho mấy cái à? Không phải nào? Đúng vậy. Lá bài này cho phép người sử dụng được đấm mấy phát vào mặt thằng đối thủ. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Cái gì? Cái gì đây? Bài lại thì đánh cái gì nữa? Tao được phép đánh thêm một lá nữa. Và hô lên Uno. Còn một lá thế này, trận đấu này tao thắng chắc rồi. Khoan đã các anh em, đã đến lúc chúng ta ngưng đánh nhau rồi, để tập trung tiêu diệt một kẻ thù duy nhất, đó là Đức Minh. Giờ này mày nghĩ đến cái chuyện đánh bại tao ấy thì đã quá muộn rồi. Đây là kênh của tao. Tao và ông ra nhân vật chính. Chúng mày ấy không bao giờ thắng được tao đâu, vì tao lúc nào cũng là người chiến thắng. Đúng là mày có aura nhân vật chính, nhưng mày quên mất rằng bọn tao cũng có aura nhân vật phụ. Que gì vậy? Và một khi bốn nhân vật phụ kết hợp lại với nhau thì sẽ tạo ra một sức mạnh khủng lồ. Các bạn hãy truyền sức mạnh cho tôi để tôi có thể bốc được lá bài cần thiết. Cuối cùng, tao cũng đã hiểu được lá bài đang úp kia là lá bài gì rồi. Đó là khi bàn chơi tập hợp đủ những lá bài cần thiết thì lá bài úp đó sẽ phát huy tác dụng. Và bọn tao cũng đang có đủ những lá bài cần thiết đó rồi. Tao đánh ra lá bài phép, anh ra đen số 1. Tao đánh ra anh ra đen số 2. Tao đánh ra anh ra đen số 3. Tao đánh ra lá anh ra đen số 1. Ui, sao lại nhiều anh ra đen thế này? Khi mà bốn anh ra đen đã tập hợp tại đây thì kẻ không có lá bài anh ra đen nào sẽ phải chịu hình phạt từ lá bài đã úp kia. Đấy là lá bài gì? Thế mày nghĩ bốn anh ra đen vác cái gì trên vai? Không lẽ nào? Đúng vậy, đó chính là lá quan tài. Với hình phạt bốc 1.000 lá bài, mày sẽ phải bốc cho đến chết. Bọn tao tặng cho mày một câu thôi, đừng bao giờ coi thường nhân vật phụ. Ôi bạn ơi, subscribe để ủng hộ tôi sớm đạt nút vàng nhá.